Hi team, mình giới thiệu với mọi người đây là cái lớp mình đã sống đó. Đây là con đường đi đó. Con đường đi này thì đây là hệ thống tưới của nó này. Đây là cái đầu ve. Đầu ve này như hoa màu tím đó nhá. Có loài đầu ve hoa màu trắng nữa kìa. Đó, đây là những cây đầu ve. Và đây, đây là bãi đất mênh mông ấy. Đây, và giới thiệu đây là cây nhà kính nhá. Đó, trong nhà kính ở trong rất chia là nhiều loài rau và chuẩn bị có thu hoạch rồi đấy. Đây, đây là những cây ớt này, cây ớt này, những quả ớt này đã bị ruồi vàng đốt cho nó hỏng rồi này. Đó, đây là những quả ớt xanh. Những quả ớt này thì nhìn vậy nó chưa bị gì nhưng mà thực tế nó bị đã, nó đã bị ruồi vàng đốt đấy. Giờ gió rất là lớn. Lối đi qua đây, những quả đậu bắp này thì bị mấy con bò này đốt này. Họ thấy chưa, thật là vô duyên. Đây là dàn mướp của sơn, dàn mướp này chắc chuẩn bị cá rồi đó. Những quả đậu bắp rất chi là lớn. Đây, đây có rất nhiều đậu bắp. Và đây là dàn mướp này, dàn mướp mướp hương này đó, nó sắp bị đổ rồi. Dàn mướp này đã bị nghiêng này, sẽ được con rắn. Bây giờ đây là lối đi ra vườn đầu của mình đó. Giới thiệu với mọi người đây là vườn đầu bao la bản ngát. Đây có con chân chuồn này đấy, chân chuồn đang hút nhảy xuống dưới cây này, nó đang ngủ đó, thấy chưa, con chân chuồn rất là đẹp.